một người đàn ông Nhật Bản vừa mới đến, gặp phải anh da đen răng trắng như sứ, miệng toàn phát lời tục tĩu. Người đàn ông không hề nói một lời, nhạt bình rượu lên. Ông ta là Yamamoto, từng là một đại ca xã hội đen của Nhật Bản. Ông ta đến Mỹ để thực hiện nhiệm vụ. Ông ta đến bắt tên em trai chỉ biết dựa vào bố mẹ nuôi. Nhiều năm nay, ông ta luôn tài trợ học phí để em trai học hành. Nhưng hắn lại sớm bỏ học, còn buôn thuốc phiện, còn luôn chơi bời với mấy tên anh em mất nét. Hôm sau, bạn hắn Johnny đến. Hai người càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng không ai nhắc về chuyện trước đó. Sau khi em trai ông ta ra ngoài, Johnny buồn chán nên đề nghị chơi xúc xắc, chỉ cần đoán đúng số là thắng. Nhưng kết quả là Yamamoto thắng liên tiếp 2 lần, kiếm được $60. Thực ra Yamamoto đã chơi ăn gian, ông ta đục một lỗ trên cốc, vì thế có thể nhìn được số. Em trai ông bên này đang cung cấp hàng cho Mexico, còn tăng thêm giá, sau khi lấy được tiền còn đánh người. May mà Yamamoto đến kịp, đánh cho đám người Mexico một trận. Sau khi trở về, Yamamoto tìm em trai đòi tiền. Ông biết đối phương nhất định sẽ đến báo thù. Quả nhiên ông vừa mới bước ra thì đã có người chặn đường và bắt lên xe. Người Mexico lấy lại tiền và nhắm súng vào ông. Nhưng bọn chúng lại không biết được ai mới là người đi săn thực sự. Không làm xong thì chưa được ngưng tay. Yamamoto tiếp tục dẫn theo em trai mình, xông vào văn phòng của đám người Mexico, giải quyết hết tất cả. Vì tránh bị truy sát, vài ngày sau, tất cả mọi người đều ở yên trong nhà, luôn luôn cảnh giác. Đột nhiên có người gọi cửa. Yamamoto trốn xong, sau khi mở cửa liền xô ngã đối phương. Nhưng người vừa đến lại là A Cường, một nhân tài đắc lực ngày đó. A Cường luôn tin tưởng Yamamoto. Anh du hành xuyên qua các đại dương chỉ để theo đuôi người đại ca này. Xã hội đen Mexico nhanh chóng liên lạc thêm người, yêu cầu đàm phán. Yamamoto tiến hành chuẩn bị trước, đem tiền giấu ở nhà vệ sinh của quán rượu. Đàm phán bắt đầu. Phía Mexico rất rộng lượng, không những không tính thù cũ, còn cung cấp cho bọn họ một địa bàn để kinh doanh. Em trai tưởng rằng phe này lời to, rất vui vẻ. Nhưng Yamamoto vẫn rất nghiêm túc, bảo em trai đi lấy tiền. Em trai vừa mới đi khỏi, bọn họ liền dùng tiếng Anh bàn luận với nhau. Một lúc nữa sẽ giết chết Yamamoto. Nhưng Yamamoto không hiểu tiếng Anh, còn cười tươi. Sau khi em trai trở lại, nhưng lại không lấy được tiền. Hóa ra đang có người dùng nhà vệ sinh. Yamamoto rất điềm đạm, để em trai sờ đáy bàn. May là đã có chuẩn bị từ trước. Ngu ngốc, ta vẫn nghe hiểu tiếng Anh. Sau đó, Yamamoto đợi người tiếp quản địa bàn của người Mexico. Phát triển nhanh chóng, ngồi xe sang, còn tuyển cả kế toán. Rảnh rỗi thì cùng mọi người chơi bóng rổ. Yamamoto cùng với Johnny đánh bạc, gần như không có suy nghĩ sẽ phát triển đảng phái. Nhưng A Cường không muốn để băng đảng dừng chân tại đây. Anh ta cho rằng đại ca có năng lực và có thể làm tốt hơn nữa. Anh ta đã ngắm được địa bàn của một băng nhóm Nhật Bản khác, băng đó thực lực cũng tương đương. Nếu có thể liên thủ nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. A Cường tìm đến đối phương để đàm phán. Nhưng đại ca tóc xoăn của bên đó lại rất điên cuồng, căn bản không muốn đàm phán gì cả. Điều này cũng không khiến Yamamoto thấy bất ngờ, vì thế đem theo người định mở đường về địa bàn. Nhưng A Cường lại ở lại. Anh ta không tiếc bất cứ giá nào để có thể khiến hai bên hợp tác. Nhưng để khiến đại ca hai bên hợp tác, anh ta có thể làm gì? Giao ra sinh mệnh. Anh ta bảo đảm với tên đại ca tóc xoăn rằng Yamamoto là một đại ca tốt. Sau đó, dốc hết tiền tài sức lực. Sự ra đi của A Cường khiến mọi người vô cùng buồn bã. Tên đại ca tóc xoăn cũng đã gia nhập đúng hẹn. Mặc dù như vậy, nhiều người vẫn không thể tha thứ cho hắn, vì hắn gián tiếp gây ra cái chết của A Cường. Từ đó, Yamamoto càng không muốn đụng tay đến công việc của băng đảng. Mọi việc đều do tên tóc xoăn đảm nhận. Hắn làm việc rất nhanh gọn, dẫn dắt băng nhóm vượt qua nhiều khó khăn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã có thể mở rộng địa bàn lên đến mấy lần. Nhưng chuyện này cũng khiến băng đảng lớn nhất ở đó chú ý. Băng đảng Italy hy vọng có thể thu thập được họ, mở rộng 50% cổ phần. Đối với tên cuồng vọng như tóc xoăn, chuyện này không thể chấp nhận được, vậy nên đàm phán không thành. Đối phương cũng đã có ý định động tay chân, nhắm vào tóc xoăn. May mắn là vệ sĩ phát hiện kịp thời. Sau đó, tóc xoăn dùng thủ đoạn mà xã hội đen Nhật Bản thường dùng, dùng đũa giết chết tên sát thủ. Có thù tất báo, tóc xoăn cũng phái người đi giết đại ca của bên băng đảng kia. Cái chết của hắn cũng đồng nghĩa với việc hai bên chính thức giao chiến. Lúc này, Yamamoto bình thường im lặng, cũng đã nói một câu: tất cả sắp kết thúc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Khi mọi người đang bối rối không hiểu, một tiếng động lớn, tóc xoăn chết ngay tại chỗ. Cuộc chiến này đến nhanh hơn nhiều so với dự tính. Để báo thù cho tóc xoăn, đàn em dưới tay hắn đã tập hợp lại.
để đột nhập vào băng đảng Italia vào nửa đêm, để lại một chiếc đầu người. Không còn cách nào khác, cùng chiến thôi. Yamamoto và những người khác đến nhà Gianni, nhưng gia đình Gianni đã bị giết hại toàn bộ. Họ đã chậm một bước. Yamamoto đã sớm biết rằng băng đảng nhỏ bé của mình không thể đọ lại băng đảng Italia. Chỉ trong một đêm, cả băng chỉ còn sót lại Gianni và Yamamoto. Bọn họ phải báo thù cho gia đình và anh em. Hai người đến khu của đại ca Italia, đâm chết hộ vệ, sau đó lẻn vào bên trong để bắt tên đại ca, mang đến một vùng ngoại ô hoang dã không người. Hai người lại chơi ăn cược, hướng súng về phía tay của tên đại ca, cùng với 5 sợi dây thép, trong đó chỉ có 2 sợi nối đến cò súng. Nếu tên đại ca có thể đoán trúng 3 sợi mà không làm súng nổ, hắn sẽ được thả đi. Lần thứ nhất không nổ, lần thứ hai không nổ, lại thêm lần nữa. Hóa ra hai người chỉ muốn dọa hắn một chút. Đây cũng chưa phải là điểm cuối. Trên đường đi, xe đột nhiên bị dừng lại. Yamamoto đột nhiên dùng súng ép Gianni rời khỏi. Sau khi bắn vài viên, Yamamoto quay trở lại xe, tiếp tục lái xe. Tên đại ca cười, đến người của mình mà ngươi cũng không tha, quả là độc ác. Nhưng Yamamoto không thèm để ý ông ta. Ông đi một mạch đến một nhà nghỉ, dừng xe đi vào ăn cơm. Tên đại ca tìm được cơ hội, nhanh chóng lẩn mất. Yamamoto đang ngồi ăn trong quán, bấm điện thoại gọi cho em trai, nhưng nó đã không thể nghe được nữa. Yamamoto không nhanh không chậm, như đang đợi chờ ai đó. Một lúc sau, vài chiếc xe màu đen đi qua cửa sổ. Yamamoto hình như đã chuẩn bị xong xuôi. Ông đã cho ông chủ rất nhiều tiền để trả chức phí bồi thường. Sau đó này, đón cái chết một cách nhẹ nhàng. Chẳng lẽ câu chuyện kết thúc tại đây sao? Đúng vậy, nhưng vẫn còn một người sống, chính là Gianni. Yamamoto không hề giết cậu ta, mà chỉ bắn vài phát xuống đất, đưa cho anh chiếc xe và đồ đạc mình đã chuẩn bị trước cho Gianni. Tên đại ca cũng là do Yamamoto cố ý thả. Chỉ có như vậy mới có thể giữ lại được sinh mệnh của Gianni. Trong chiếc túi, trừ vé máy bay, tàu lửa ra, còn có một tờ giấy. Ngày trước nhờ ăn gian mà thắng của cậu 60 đô. Bây giờ tôi trả lại cả vốn cả lãi. Đại ca Yamamoto, em yêu anh, đại ca, dù anh có ở đâu đi nữa. Yamamoto đã sớm đoán được tất cả mọi chuyện. Anh luôn cố gắng ghim lại tốc độ phát triển của băng đảng, vì ông biết rằng giữ yên ổn mới là cách tốt nhất. Giả vờ hồ đồ mới có thể sống đến cuối cùng. Nhưng cái chết của A Cường khiến Yamamoto sớm không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Trong mắt của ông, những người anh em còn quan trọng hơn nhiều so với sự phát triển của băng đảng. Vì vậy ông mới để cho nó tự do phát triển, để có thể sớm đến với A Cường. William Shakespeare từng nói, bông hoa sớm bung nở thì cũng sẽ sớm lụi tàn, đẹp đến một mức nhất định thì sẽ đi đến bờ diệt vong.